Anh em đang đi những chiếc xe có màn hình đẹp như kiểu Tucson thì có hai cách đấy, em có thể biến cái màn hình của mình thành một chiếc màn hình thông minh hơn với giải trí tuyệt vời hơn rất nhiều. Cách đầu tiên là anh em chỉ cần có một chiếc điện thoại chạy Android kiểu như chiếc Xiaomi này. Đấy, bên tôi sẽ cài phí mất 500 ngàn. Mỗi lần anh em sử dụng sẽ cắm cái dây cáp như thế này nhá vào điện thoại và mọi thao tác mình sẽ thao tác hết ở trên màn hình nhá. Màn này bây giờ nó không khác gì một cái màn Android luôn. Đầu tiên là Google Maps này. Đấy, xem TV này, YouTube này. Chẳng thiếu gì cả, anh em thấy không? Có đầy đủ hết. YouTube Advan luôn nhá, không quảng cáo. Anh em thấy nó mượt đó. Bây giờ thử ra lệnh giọng nói xem nào. Dẫn đường đến bến xe Mỹ Đình. Trời, anh em thấy không? Ok không? Đấy. Xem thử YouTube nhá. Anh em nhìn YouTube này. Đấy. Ngay kể cả cái lúc mà xem YouTube nhá, anh em vẫn thấy này, có thể chia đôi màn hình luôn, một bên YouTube, một bên bản đồ. Còn một tính năng rất hay nhá là xem TV, anh em thấy không? Tương đối đầy đủ các kênh, thử ra. Đấy, anh em nào mà đi trên đường có bóng đá thì gọi là quá tuyệt vời luôn. Đấy là cách đầu tiên, 500k. Còn với cách thứ hai, nếu mà những anh em nào không dùng điện thoại Samsung, không dùng điện thoại Android, mình có thể mua thêm một chiếc Android Box nhá, biến cái màn này thành màn Android luôn, cũng cực kỳ thông minh, nhưng mà giá thì nó sẽ rơi ở mức khoảng tầm gần 5 triệu đồng.